Rồi hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay theo yêu cầu của một số bạn có yêu cầu mình làm về vị tướng Jester. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái vị tướng Jester đến mọi người. Thì cái bản ngọc của vị tướng Jester á, mình sẽ lên như sau nha. Đầu tiên á, mình sẽ lên là công vật lý cộng 31, tỷ lệ chí mạng là mình lên 4,8%, xuyên giáp là 89,2, tốc chạy là cộng 10% và tốc đánh là cộng 5%. Thì đầu tiên mình sẽ đi vào cái ngọc đỏ 10 viên, mình sẽ lên cho vị tướng này 3 viên. 3 viên tỷ lệ chí mạng là 1,6%. Và 7 viên còn lại mình sẽ lên là công vật lý và xuyên giáp. Công vật lý là cộng 2, xuyên giáp là 3,6 nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím. Thì 10 viên ngọc tím mình sẽ lên cho vị tướng này 5 viên, tốc đánh tốc chạy là 1%. 5 viên còn lại mình sẽ lên công vật lý và tốc chạy nha. 5 viên còn lại sẽ lên công vật lý và tốc chạy. Như vậy là mình lên xong 10 viên ngọc tím. Còn về 10 viên ngọc xanh á, thì mình sẽ lên cho vị tướng này công vật lý và xuyên giáp. Công vật lý là cộng 0,9, xuyên giáp là 6,4, mình lên 10 viên. Thì đây là cái bảng ngọc mà mình dành cho Victor đi top á mọi người. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và các phù hiệu của vị tướng này. Mình sẽ đi vào cái phần trang bị trước. Thì cái trang bị này á, là mình đi lên trang bị theo kiểu mà phòng thủ cao, tức là sẽ trâu bò hơn khi mà đi top á mọi người. Thì trang bị này đầu tiên á, thì mình sẽ lên cái áo tròn thần gia. Cái món thứ hai mình sẽ lên chiếc giày kiên cường. Và món thứ ba mình sẽ lên là chiếc áo tròn băng giá. Nếu mà tem bạn có pháp sư á, thì mình lên chiếc giáp ga cũng được nè. Còn món thứ tư mình sẽ lên chiếc giáp khốn khổ. Thì mình lên cái món này á, thì tới đây á, thì vị tướng này á, nếu mà không bị thọt nhiều mọi người, chỉ chết một hai mạng thôi, thì vị tướng này sẽ là rất là trâu á. Và cái món thứ tư, thứ năm mọi người ơi, mình sẽ lên cái thiên khắc truyền để làm chậm cái tốc đánh của địch á. Cuối cùng thì mình lên cái giáp phong mệnh. Đây đây là cái phần trang bị mà mình sẽ không lên cái công mọi người, mình lên thủ thôi. Còn nếu mà mọi người có thể lên công một số món như là ở đây nè mọi người, mình có thể lên cái thương xuyên phá món công nha, cây thương xuyên phá để mà xuyên giáp khi mà đi solo á. Còn không thì mình có thể lên theo kiểu bền bỉ và giảm giáp, mình có thể lên cái thương lon giết cũng được, nhưng mà thường thường thì mình lại lên cái thương xuyên phá hơn. Và món thứ tư này mình sẽ vẫn giữ nguyên, mình lên cái giáp khốn khổ luôn. Món thứ năm này á, thì mình có thể lên cho nó giáp PA hoặc là cái huy chương choi. Nếu mà tem bạn có pháp sư sát thương cao á, thì lên giáp PA cũng được, nếu mà chỉ một pháp sư thôi. Còn nếu mà hai pháp sư, mà hay là hai pháp sư hay là một một tem bạn á, mà có hai người lên cái trang bị mà công phép hết, thì nên lên hai một cái huy chương choi đi, thì nó sẽ mạnh hơn cái giáp PA rất là nhiều. Cuối cùng thì mình sẽ lên cái giáp phong mệnh nha. Thì đây là cái phần trang bị, cái phần đi vào cuối cùng đó chính là cái phù hiệu nha mọi người. Cái phù hiệu của vị tướng này á, thì mình sẽ chọn cái đấu khí. Cái đấu khí á, thì nó ưu điểm của nó chính là nó sẽ giúp cho cái vị tướng này á, nó sẽ bền bỉ, nó gây cái sát thương kéo dài hơn. Đây nè, mình sẽ chọn cái đấu khí, chọn cái sát thương kéo dài nha mọi người. Rồi, cái phần mình chia sẻ đến đây là hết nha. Thì qua video này mọi người khi gắn ngọc á, có thắc mắc vấn đề gì mọi người cứ bình luận, mình sẽ trả lời tất cả bình luận của mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.